Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 69 mm vuông. Rồi trước khi làm các bài tập của bài này, các em cần nắm được một số kiến thức cơ bản sau. Chúng ta có hình vuông, cạnh là 1 mm. Thì hình vuông này có diện tích là 1 mm vuông. Hình vuông cạnh 1 mm có diện tích là 1 mm vuông. Chúng ta viết là 1 mm vuông. Đây là ký hiệu của mm vuông. 1 mét vuông bằng 100 dm vuông. 1 dm vuông bằng 100 cm vuông. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Các em ghi nhớ ba ý chính này nha. Bài tập số 1, câu E, đọc các số đo diện tích sau. 18 mm vuông. Các em nhớ đọc số trước, đọc đơn vị đo sau. 18 mm vuông. 18 mm vuông. 603 mm vuông. 1.400 mm vuông. Câu B, viết các số đo diện tích sau. 185 mm vuông. Các em viết số trước. 185. Viết đơn vị đo sau. Mm vuông. 2.310 mm vuông. Bài tập số 2, cho hình chữ nhật có chiều rộng là 65 mm, chiều dài hơn chiều rộng 15 mm. Như vậy chiều dài bằng 65 cộng thêm 15. Câu E, em hãy tính diện tích hình chữ nhật đó theo đơn vị mm vuông, cm vuông. Tức là trước hết là các em tính diện tích hình chữ nhật đó theo đơn vị là mm vuông, sau đó các em đổi ra cm vuông. Để tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây chúng ta mới biết chiều rộng, chưa biết chiều dài. Như vậy trước hết là các em phải tính chiều dài. Chiều dài của hình chữ nhật là 65 cộng 15 bằng 80 mm. Diện tích của hình chữ nhật đó là chiều dài nhân chiều rộng 80 nhân với 65 bằng 5.200 mm vuông. Bây giờ các em đổi ra cm vuông. Các em biết là 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Tức là đổi từ cm vuông ra mm vuông. Các em viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải. Đổi ngược lại, các em bớt đi hai chữ số 0. Ở đây đổi ngược lại thì các em bớt đi hai chữ số 0, ta được 52 cm vuông. Đáp số là 5.200 mm vuông, 52 cm vuông. Câu B, hình chữ nhật này có diện tích lớn hơn 1 dm vuông hay bé hơn 1 dm vuông? Ta biết 1 dm vuông bằng 100 cm vuông, mà diện tích của hình chữ nhật này là 52 cm vuông. 52 nó bé hơn 100, tức là bé hơn 1 dm vuông. Câu B, hình chữ nhật này có diện tích bé hơn 1 dm vuông. Bài tập số 3, các em điền số thích hợp vào các chỗ chấm. Câu E. Rồi trước khi làm bài tập này thì các em cần phải nắm được những kiến thức cơ bản sau. Một mét vuông bằng 100 dm vuông. 1 dm vuông bằng 100 cm vuông. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Nếu em nào cảm thấy rất là khó nhớ thì thầy giáo có một cách rất dễ nhớ như sau. Các em chỉ cần nhớ được thứ tự
Các đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé viết theo thứ tự giảm dần: mét vuông, decimét vuông, cm vuông, mm vuông. Các em nhớ thứ tự này nha. Thứ tự giảm dần. 1 mét vuông cứ mỗi ô ứng với hai chữ số 0. Nó khác với đơn vị đo độ dài, một ô ứng với một chữ số 0. Đơn vị đo diện tích thì một ô ứng với hai chữ số 0. 1 mét vuông bằng 100 dm vuông. Được chưa? 1 mét vuông bằng 100 dm vuông. Và bằng 10.000 cm vuông. Tiếp theo là 1 dm vuông bằng 100 cm vuông bằng 10.000 mm vuông. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông, rất là dễ nhớ. 1 mét vuông bằng 100 dm vuông bằng 10.000 cm vuông bằng 1 triệu mm vuông. Được chưa? Câu B, 6.200 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? À, đổi từ dm vuông ra mét vuông. Đổi từ dm vuông ra mét vuông thì kem bớt đi hai chữ số 0. Ở đây bớt đi hai chữ số 0 ở bên phải nha. Ta được 62 mét vuông. Đổi từ mm vuông ra cm vuông. Đổi từ mm vuông ra cm vuông, ta bớt đi hai chữ số 0. Ta được 36. Đổi từ cm vuông ra dm vuông. Cm vuông ra dm vuông. Ta bớt đi hai chữ số 0. Bớt đi hai chữ số 0, ta được là 540. Đổi từ cm vuông ra mét vuông. Cm vuông. Đổi từ cm vuông ra mét vuông. Ta bớt đi 4 chữ số 0. Bớt đi 4 chữ số 0. Còn lại là 15. Rồi câu C, 247 dm vuông. 247 kem tách ra thành số tròn trăm là 200 cộng với 47. Được chưa? 200 dm vuông bớt đi 2 chữ số 0, ta được 2 mét vuông cộng với 47 dm vuông. 360 bằng 300 cộng 60. 300 bớt đi 2 chữ số 0, ta được 3 cm vuông. Rồi, chỗ này là cộng 60 mm vuông. 1580 tách ra thành 1500 cộng với 80. 1500 bớt đi 2 chữ số 0, ta được 15 dm vuông. Chỗ này cộng thêm 80 cm vuông. 5604 bằng 5600 cộng với 4. 5600 bớt đi 2 chữ số 0, ta được 56 mét vuông cộng thêm 4 dm vuông. Bài tập số 4, điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng 480 cm vuông. 4800 bớt đi 2 chữ số 0. 4800 mm vuông bớt đi 2 chữ số 0, ta được 48 cm vuông. 480 lớn hơn, như vậy kem điền dấu lớn hơn. 34.800 cm vuông, kem bớt đi 2 chữ số 0, ta được 348 dm vuông. So sánh với 3.480 dm vuông, 348 bé hơn, kem điền dấu bé hơn. 54 mét vuông. 540.000 cm vuông, đổi ra mét vuông, ta bớt đi 4 chữ số 0, ta được 54 mét vuông. Như vậy là bằng nhau. 83 mét vuông
83.000 đề-xi-mét vuông bớt đi hai chữ số 0, ta được 830 mét vuông. 83 bé hơn. Em điền dấu bé hơn. Bài tập số 5, khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. A. Diện tích bề mặt một phím số trên bàn phím máy tính khoảng A, B hay là C. Ở đây các em lưu ý là diện tích bề mặt của một phím số nha, chứ không phải là của cả bàn phím. Của một phím số, ví dụ như là phím số 9. Như vậy, diện tích bề mặt của một phím số thì nó chỉ khoảng là 182 mm vuông thôi. Câu B, diện tích một chiếc thẻ nhớ điện thoại khoảng chiếc thẻ nhớ thì nó cũng chỉ tương đương với một phím thôi, một phím số thôi. Như vậy nó khoảng 150 mm vuông. Các em chọn đáp án B. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.